Trần Quyết Chiến nói gì sau khi thắng Cao Rôn, vô địch World Cup và lên số 2? Trần Quyết Chiến đã có những chia sẻ sau khi giành chức vô địch đầy thuyết phục tại World Cup Bia Carom Ba Bang Vegel 2024 tổ chức ở Hà Lan. Tối ngày 28 tháng 10, Trần Quyết Chiến đáp chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc hành trình chinh phục World Cup Bia Vegel 2024 bằng chức vô địch xứng đáng. Gặp phóng viên tại sân bay, cơ thủ số 1 Việt Nam khoe chiếc cúp vừa giành được từ Hà Lan. Anh cũng chia sẻ những cảm nhận của bản thân sau một giải đấu đáng nhớ trong sự nghiệp. Chức vô địch tại Hà Lan là lần thứ tư Trần Quyết Chiến đăng quang tại sân chơi World Cup Bia Carom Ba Bang. Cảm xúc của anh hiện tại ra sao? Sau một thời gian gây thất vọng vì phong độ không tốt, tôi đã chuẩn bị khá kỹ cả về mặt sức khỏe và tập luyện cho giải đấu ở Hà Lan. Trước khi đi, tôi có cảm giác như mình đang tiến bộ. Tiến bộ là vì trước đó tôi chơi quá tệ, dẫn đến việc để thua liên tục ở những giải đấu khác nhau. Tôi nghĩ lại về trận chung kết World Cup Bia Vegel 2024, khoảng cách giữa trận bán kết 2 và chung kết quá ngắn, tôi chỉ đủ thời gian để ăn chứ không kịp nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng hết mình để có được chiến thắng chung cuộc. Trần Quyết Chiến hôn chiếc cúp vô địch sau khi xuống sân bay đối thủ của Trần Quyết Chiến ở chung kết là cơ thủ rất mạnh Federic Cauron. Cơ thủ này đang rất khao khát chức vô địch sau khi rời PBA để trở lại UMB. Trước khi ra sân, cảm giác của anh thế nào? Cũng giống những trận chung kết trước. Tôi không nghĩ ngợi gì cả. Vì trước khi thi đấu, tôi luôn nghĩ đối thủ của tôi chính là bản thân mình. Tôi không quan trọng đối thủ là ai. Quan trọng là bản thân mình làm được gì và ghi điểm như thế nào. Đương nhiên, Cao Rôn là một trong những cơ thủ hàng đầu thế giới và trình độ có thể là số một thế giới. Nhưng trong những lần đối đầu, tôi không hề kém cạnh. Đến thời điểm này, thành tích đối đầu của tôi trước Cao Rôn vẫn đang tốt hơn. Khi gặp ông ấy, tôi không có gì e ngại. Tôi chỉ muốn thể hiện tốt nhất bản thân mình trong trận đấu. Như đã nói, đối thủ của tôi là chính bản thân tôi. Tại vòng 32 World Cup Vegel 2024, Trần Quyết Chiến có một trận đấu xuất thần khi thắng 43 chỉ trong 9 lượt cơ, đạt hiệu suất cực cao 444 điểm một lượt cơ. Anh có thể chia sẻ về trận đấu này? Trận đấu đó, tôi gặp cơ thủ chủ nhà Hà Lan Glenn Hoffman. Tôi nằm chung bảng với hai người đồng đội. Cũng là hai người em, Trần Thanh Lực và Lê Thành Tiến. Trận của tôi với Glenn Hoffman cũng có thể quyết định số phận của hai đồng đội. Nếu tôi giành chiến thắng, Thanh Lực hoặc Thành Tiến sẽ đi tiếp. Tôi đã cố gắng chơi hết sức mình để kết thúc trận một cách nhanh nhất, để Lực và Tiến có thể thoải mái thi đấu. Trần Quyết Chiến là cơ thủ thành công nhất của Bia Carom Ba Bang. Với 4 lần vô địch World Cup, Trần Quyết Chiến là cơ thủ được kỳ vọng nhất của Bia Ba Bang Việt Nam. Nhưng anh có phong độ không tốt trước World Cup Vegel 2024. Vậy, chức vô địch này đã giải tỏa áp lực cho anh. Sau World Championship 2024 ở Bình Thuận hồi tháng 9, bản thân tôi đã hiểu ra được tại sao mình lại đánh tệ đến mức độ như vậy. Tôi đã cố gắng chỉnh sửa điều đó, khắc phục từng ngày để có được chức vô địch tại kỳ World Cup tại Hà Lan. Sau khi đăng quang tại Hà Lan, Trần Quyết Chiến đã trở lại top 2 thế giới. Với anh, vị trí này có ý nghĩa như thế nào? Vị trí số 2, số 3, số 1 hay số 10 thực ra cũng chỉ là con số, không có gì quan trọng cả. Trước đây, tôi cũng từng lên vị trí số 1 thế giới rồi. Với tôi hiện tại, các vị trí trên bảng xếp hạng chỉ là con số. Không có gì phải áp lực. Có thể người hâm mộ cũng đã từng tự hào khi có cơ thủ Việt Nam từng vươn lên vị trí số 1 thế giới. Việc đã từng hay giờ thêm một lần nữa cũng không sao cả. Tôi sẽ cố gắng làm điều đó thêm một lần nữa. Đời người mà, với sự phát triển của bản thân thì ai cũng hy vọng làm được điều gì đó lớn lao. Chúng ta phải cố gắng để tiếp tục phấn đấu cho mục tiêu nào đó. Trần Quyết Chiến thắng thiên tài Cao Rôn, bìa trái, ở chung kết. Nguyễn Trần Thanh Tự, thứ hai từ phải qua, thua Cao Rôn ở bán kết. Đồng hạng ba, anh có cảm thấy tiếc cho Nguyễn Trần Thanh Tự khi cơ thủ này thua Cao Rôn ở bán kết? Thanh Tự đã đánh rất tốt ở tứ kết. Khi thắng Dick Jasper, người Hà Lan, số 1 thế giới, phóng viên, với chỉ số gần 4.0. Đó là phong độ tốt của em ấy tại giải này. Nhưng khi chạm trán với Cao Rôn mà bạn có nhiều sai sót, đối thủ sẽ tận dụng để giành chiến thắng. Đây là sự phát triển của Thanh Tự. Hy
Hy vọng trong thời gian tới, em ấy sẽ thể hiện tốt hơn nữa và đạt thành tích cao hơn nữa. Trần Quyết Chiến sẽ dự World Cup Seoul tại Hàn Quốc từ ngày 4 đến 10. 11. Mục tiêu của anh là gì? Tôi nghĩ mình sẽ cần thời gian khá dài để nghỉ ngơi. Tôi đã tập trung cao độ ở một giải đấu lớn, rất khắc nghiệt. Giờ bản thân tôi khá mệt mỏi. Sau khi nghỉ ngơi, tôi sẽ tiếp tục tập luyện và cố gắng đi sâu nhất có thể tại giải đấu ở Hàn Quốc sắp tới. Xin cảm ơn anh về buổi phỏng vấn. Trần Quyết Chiến, niềm vui chiến thắng và những mục tiêu phía trước. Sau khi xuất sắc đánh bại huyền thoại Bia Karom Babang Frederic Caudron và giành chức vô địch World Cup, Trần Quyết Chiến đã có những chia sẻ đầy cảm xúc và những mục tiêu đầy tham vọng. Niềm vui chiến thắng, anh bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ bến khi lần thứ tư đăng quang tại giải đấu danh giá này. Chiến thắng này không chỉ là sự khẳng định tài năng, mà còn là kết quả của quá trình luyện tập chăm chỉ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối thủ lớn nhất là chính mình, Quyết Chiến chia sẻ rằng, đối thủ lớn nhất của anh luôn là chính mình. Anh luôn cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân để đạt được những thành tích cao hơn. Mục tiêu trở lại ngôi số 1, sau khi giành chức vô địch này, Quyết Chiến đã chia sẻ mong muốn được trở lại ngôi vị số 1 thế giới một lần nữa. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng hoàn toàn nằm trong tầm với của anh. Tầm quan trọng của sự chuẩn bị, anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể chất lẫn tinh thần trước mỗi giải đấu. Điều này giúp anh tự tin hơn khi bước vào trận đấu và đạt được kết quả tốt nhất.